đâu phải làm sư phụ á. Người muốn làm gì thì làm. Mày là một thằng phản bội. Party em ơi, tình yêu đã phải đi chơi hay bắt sông party.
c'est parti. Chưa bao nhiêu hy vọng, nhắc nhớ một người phải luôn yêu đời, bạn bè với nhau từ thời trẻ.
lần sau ngắn ngắn nó sẽ xoay mang lại như phép màu. Nobita chuyên gia đến trễ thế nên hay nghe thấy sao chết cả. Buồn chưa đi không lo đi thay chúng ta may sao còn có ba bôi. Có chung trong chiều ngày lên mai mình cùng dạo khắp phố xa xôi. Mòn con trời đến mang chúng ta đi nào và quên hết bao muôn phiền. Chúng cần buồn nữa bay đến ước mơ, bay theo áo ước trẻ thơ.
trời chiếu sáng bầu trời, chú heo dạo quanh góc vườn, mũi hồng hồng mắt hí lè nhè, chia tay nhìn như lá mưa. Bên kia sông dâu non nhìn trong gió hoang, bên đây sông heo con ngoái đôi vui mừng, chân nhanh nhanh ung nao nình nhia, vui biết bao heo nô về lưng lăng quay. Ánh mặt trời chiếu sáng bầu trời, chú heo dạo quanh góc vườn, mũi hồng hồng mắt hí lè nhè, chia tay nhìn như lá mưa. Bên kia sông dâu non nhìn trong gió hoang, bên đây sông heo con ngoái đôi vui mừng, chân nhanh nhanh ung nao nình nhia, vui biết bao heo nô về lưng lăng quay. Sáng bầu trời, chú heo dạo quanh góc vườn, mũi hồng hồng mắt hí lè nhè, chia tay nhìn như lá mưa. Bên kia sông dâu non nhìn trong gió hoang, bên đây sông heo con ngoái đôi vui mừng, chân nhanh nhanh ung nao nình nhia, vui biết bao heo nô về lưng lăng quay. Ánh mặt trời chiếu sáng bầu trời, chú heo dạo quanh góc vườn, mũi hồng hồng mắt hí lè nhè, chia tay nhìn như lá mưa. Bên kia sông dâu non nhìn trong gió hoang, bên đây sông heo con ngoái đôi vui mừng, chân nhanh nhanh ung nao nình nhia, vui biết bao heo nô về lưng lăng quay. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
mông lung tung thấy đời già, dù bằng bụi cao sang dù bằng đắng cơ hà. Lấy con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó? Làm công an. Nên con lấy cái còng, con dí mấy thằng chạy xì bo rider xa chia, con dí mấy dòng, con dí mấy thằng bán ma tí xong đi vô chồng bay mấy thằng đang bấy phòng, con dí kiếm tiền làm đám cưới và rước con gái bác bằng quý xe rồng. Bác cứ yên tâm ra con gái bác cho con đi, con làm công an nên con không thấy lòng, không muốn thì 500, không giấy tờ thì 200. Ê các thằng làm liều có chạy ngang ra bác đợi tôi xí nha, con dí bắt nó xong khoảng 2 năm là người tốt đó bác thấy không, dí mấy thằng đã gà vượt hát mấy xong là người tốt đó bác thấy không. Bác cái gì em Cà Mau Hải Phòng bác đánh bài bác bầu cua bác cặp coi tôi nó lắc đầu thua, bác cũng đi là đánh mờ cu tiền dài dòng thì con nó chắc là thua, xin tổ nghèo và khách và xa để con gái bác đi hát cà ra bác đi bác làm nhiều đi đánh ngủ nữa con mà phát hiện là con bắt bác yeah. Hà nha. Xì bo rider xa chia con dí mấy dòng, con dí mấy thằng bán ma tí xong đi vô bên trong ba với mấy thằng đang bấy phòng, con dí kiếm tiền làm đám cưới và rước con gái bác bằng quý xe rồng. Bác cứ yên tâm ra con gái bác cho con đi, con làm không ai nên con không thấy lòng, không mũ thì 500, không giấy tờ thêm 200. Ê có thằng làm liều có chạy ngang ra bác trợ tôi xí nha, con dí bắt nó trong khoảng 2 năm là người tốt đó bác thấy không, với mấy thằng đã gà vượt hát mấy xong là người tốt đó bác thấy không. Tại vì thì án Cà Mau Hải Phòng bác đánh bài bác bầu cua nó lắc đầu thua, bác cũng điền rồi đánh mờ u tiền dài dòng thì con mới chắc là thua, xin tôi tôn nghèo giờ cách và xa để con gái khác đi hát cà la, bác đi có làm điều gì đâu mỗi lần con mới phát hiện là con bắt bác à nha.